ngày 5 tháng 10, hầm chui Lê Văn Lương Thanh Xuân Hà Nội chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương, Tấu Hữu, Vành và Đai Ba. Hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu là một trong 6 dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, được khởi công từ tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 532 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách thành phố. Với hai làn phương tiện cơ giới mỗi bên, hầm Lê Văn Lương được đánh giá sẽ giảm áp lực giao thông, xóa điểm đen ủn tắc tại nút Lê Văn Lương, vành đai 3. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên nút giao hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3 theo hướng Lê Văn Lương đi tổ hữu và ngược lại, cấm các xe thô sơ và người đi bộ. Các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định đối với khu vực trung tâm nút giao khuất duy tiến các phương tiện lưu thông trên đường khuất duy tiến không được phép rẽ trái đi lê văn lương hoặc tố hữu các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút giao quay đầu tại hai điểm mở giải phân cách trên đường khuất duy tiến và rẽ phải đi lê văn lương hoặc tố hữu các phương tiện từ lê văn lương tố hữu đi đường khuất duy tiến lưu thông qua khu vực các nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo sân kẻ đèn tín hiệu giao thông theo quy định. Với mục tiêu đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, vành đai 3 nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, dự án hầm chui Lê Văn Lương đã được khởi công với tổng mức đầu tư là 698 tỷ đồng. Dự án có thiết kế xây dựng hầm chui bê tông cốt thép trực thông theo hướng Lê Văn Lương tố hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm là 475m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở tường chắn và gửa chắn ở hai đầu dài 380m, mỗi phía 190m. Mặt cắt ngang mỗi bên hầm bề rộng 7,75m, tương đương với hai làn xe cơ giới rộng 3,5m trên một làn. Ông Nguyễn Trí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau 2 năm thi công nỗ lực, đến nay hầm Lê Văn Lương đã hoàn thành, thông xe đúng vào dịp thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Ông Nguyễn Trí Cường thông tin thêm, ngay sau khi khởi công, ban chỉ đạo các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và phối hợp với các sở, ngành địa phương để bàn giao mặt bằng hiện tại. Phần luồng tổ chức giao thông để triển khai những hạng mục công trình theo thiết kế. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc Do mặt bằng thi công chật hẹp, tổ chức giao thông phức tạp, phải thực hiện di chuyển nhiều hệ thống công trình ngầm nổi. Nhà thầu vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông đi lại trong khi nút giao thường xuyên bị ùn tắc do lưu lượng giao thông qua lại rất lớn. Tại buổi lễ thông xe, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngã tư Lê Văn Lương vành và đai 3 là nút giao có lưu phương tiện đông tình hình giao thông phức tạp việc triển khai thi công hầm chui có vai trò và ý nghĩa to lớn do vậy công trình thuộc danh sách các công trình trọng điểm của thành phố việc chủ đầu tư và các đơn vị thi công đưa dự án vào sử dụng đảm bảo chất lượng mỹ quan đô thị và thời gian yêu cầu đã giúp nút giao giải quyết được tình trạng ồn tắc ô nhiễm môi trường và thời gian chờ đợi thông qua nút của người dân để công trình phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt nhất cho giao thông đi lại của nhân dân, ông Tuấn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm phối hợp với công tác tiếp nhận bàn giao các hạng mục đã hoàn thành và đủ điều kiện để đưa vào quản lý duy tu, duy trì. Sở Giao thông Vận tải có phương án tổ chức giao thông phù hợp, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông và giảm ùn tắc Ngoài ra, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao trong năm 2021, năm 2022, nhưng được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và nhân dân trong khu vực nên dự án được đảm bảo tiến độ, hoàn thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô nhiều chuyên gia và người dân cho rằng sau khi có hầm chui lê văn lương ủn tắc giao thông sẽ chuyển dịch từ vành đai ba đến các khu vực lân cận như hoàng minh giám nguyễn tuân tố hữu trung văn vũ trọng khánh dọc đường tố hữu có nhiều ngã ba lòng đường lại khá hẹp còn phải dành làn riêng cho xe brt tôi cũng lo từ lê văn lương qua hầm chui sang tố hữu thì nhanh nhưng đi hết tố hữu có khi lại khó khăn hơn trước anh bạch thái thịnh cho hay đại diện đội cảnh sát giao thông số 7 cho rằng cần tính toán trước phương án đồng bộ năng lực lưu thông cho cả hai tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương có khi hầm chui chuyển tiếp. Các khu vực xung quanh hầm phải được nâng cao năng lực lưu thông để bổ trợ kịp thời. Nếu không, dòng phương tiện được luân chuyển qua hầm chui sẽ trở thành áp lực lớn, khiến cả khu vực gặp thách thức mới. Đó là vấn đề mà Hà Nội cần tính toán kỹ lưỡng, kịp thời đối với các hầm chui. Sắp tới, hầm chui Kim Đồng sẽ được khởi công, hầm chui Tây Thăng Long, Hoàng Quốc Việt và có thể là cả hầm chui qua đường Mỹ Trì, Dương Đình Nghệ cũng sẽ được xây dựng. Làm thế nào để khai thác được tối đa hiệu quả các hầm chui? Tránh dồn áp được giao thông chạy vòng quanh, giải tỏa chỗ này lại dồn vào chỗ khác là không dễ.